Trong những năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc đã không ngừng có những bước tiến vượt bậc. Trung Quốc với vị thế là một cường quốc, họ đã không tiếc tiền để đầu tư vào người bạn thân của mình. Đó cũng là lý do mà Campuchia hiện nay, dù vẫn là một quốc gia nghèo của Đông Nam Á, có quy mô nền kinh tế nhỏ và GDP bình quân đầu người chỉ là 1.785 đô la, nhưng lại sở hữu nhiều công trình hạ tầng siêu khủng, trị giá lên đến hàng chục tỷ đô la. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trong số những công trình này không gây những tác động tiêu cực về lâu dài cho các quốc gia lân cận. Điển hình như trường hợp kênh đào mà Campuchia và Trung Quốc đã dự kiến xây dựng sắp tới đây, chắc chắn sẽ tác động rất lớn đối với nước ta. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu chi tiết về dự án gây tranh cãi này, cũng như mức độ nguy hiểm của nó là như thế nào nha. Lưu ý đây chỉ là những thông tin và ý kiến được tổng hợp lại dựa trên những diễn biến khách quan hiện nay, không bao gồm quan điểm xuyên tạc hay hạ thấp một bên nào. Dự án kênh đào Phù Nam là gì? Trong buổi gặp mặt vừa qua giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông và Công chính Campuchia là ông San Chanthol và Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị có nhắc đến các dự án phát triển cơ sở hạ tầng sắp được triển khai tại đất nước Chùa Tháp. Ngoài tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Sihanouk Vinh hay dự án đường sắt bán cao tốc kết nối Phnom Penh với Poi Pet thì một trong số những dấu ấn mới nhất được thực hiện với sự hỗ trợ từ phía Bắc Kinh phải kể đến dự án giao thông đường thủy nội địa tại Campuchia. Và động thái gần đây nhất là vào ngày 8 tháng 8, Ủy ban sông Mekong Quốc gia Campuchia đã gửi thông báo về dự án này tới Ban thư ký Ủy hội sông Mekong Quốc tế. Ngoài những thông số ban đầu, thì Campuchia cũng đã đặt tên cho kênh đào này là Funan Technocanal, tạm dịch là kênh đào đế chế Phù Nam. Trong một video trước đây, 5 phút thôi đã làm khá chi tiết về sông Mekong. Vậy nên trong video này, chúng mình sẽ chỉ nhắc qua một chút về con sông này. Theo đó thì sông Mekong vốn là một con sông xuyên biên giới ở Đông Á và Đông Nam Á. Với chiều dài khoảng 4.800 km thì đây là con sông dài thứ 12 trên thế giới và dài thứ 3 ở châu Á. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải, sau đó chảy qua tỉnh Vân Nam của Trung Quốc rồi chảy vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, lần lượt là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sông Mekong tách ra làm hai phân lưu, một gọi là sông Ba Sắc, chảy vào Việt Nam gọi là sông Hậu, phần còn lại là sông Tiền. Nếu các thông số sơ bộ trước đây được đăng trên tờ Khmer Times là chính xác, thì dự án kênh đào mà Campuchia dự kiến xây dựng sắp tới đây sẽ bắt đầu từ kênh Ta Keo trên sông Mekong, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 30 km. Sau đó nó đi qua kênh Ta Ek và Ta Hinh trên sông Ba Sắc, rồi chảy thẳng ra biển qua các tỉnh là Kadan, Ta Keo, Kampot và điểm cuối cùng là tỉnh Kép bên bờ vịnh Thái Lan. Ước tính có khoảng 1,6 triệu cư dân sống dọc theo tuyến đường thủy này. Kênh đào Phù Nam sẽ dài khoảng 180 km. Với chiều rộng ở vùng thượng lưu là 100m, ở hạ lưu là 80m và có độ sâu là 5,4m. Ngoài ra, con kênh này sẽ có hai luồng để cho phép các tàu thuyền có thể di chuyển an toàn qua lại cùng một lúc. Trên toàn tuyến, dự kiến còn có 3 cửa chắn nước, 11 cây cầu và 208 km đường bộ sẽ được xây dựng ở hai bên tuyến đường thủy này. Dự kiến kênh đào Phù Nam sẽ hoàn thành trong vòng 4 năm với tổng chi phí ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la. Nhìn chung, chính phủ Campuchia đã thảo luận cởi mở và thông báo rộng rãi đến các quốc gia liên quan đến toàn bộ hệ thống sông Mekong với dự án này. Nhưng những thông tin chi tiết về công trình hiện vẫn còn khá khan hiếm và có lẽ sẽ được chính phủ đất nước Chùa Tháp công bố trong thời gian tới. Campuchia sẽ hưởng lợi gì từ kênh đào Phù Nam? Như các bạn đã biết, kênh đào vốn là dòng dẫn nước trên mặt đất do con người tạo ra. Tùy theo mục đích sử dụng mà hiện nay có hai loại kênh đào. Thứ nhất là kênh thủy lợi, dùng cho mục đích đưa nước đến nơi có nhu cầu tưới tiêu. Còn thứ hai là kênh đào giao thông, được kết nối với các tuyến đường biển chính, giúp tàu thuyền, đặc biệt là tàu vận tải di chuyển thuận lợi, tiết kiệm thời gian và tránh được rủi ro. Và kênh đào của Campuchia sắp khởi công thuộc loại kênh đào sử dụng cho mục đích giao thông. Theo chính quyền xứ sở Chùa Tháp thì dự án kênh đào Phù Nam có thể góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế và xã hội để đạt được tiến bộ lớn hơn. Từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho những thách thức và trở ngại mà ngành đường thủy nội địa quốc gia này đang phải đối mặt. Nhìn chung, nếu đi vào hoạt động, thì kênh đào Phù Nam không chỉ là công trình mang tính lịch sử đầu tiên trong lĩnh vực vận tải đường thủy của Campuchia khi kết nối hệ thống sông Mekong và tuyến đường biển, mà nó còn là dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhất nhằm hiện thực hóa tham vọng biến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trung tâm kinh tế và hậu cần mới trong khu vực. Từ trước đến nay,
tuyến đường thủy từ biển đi vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia đều phải đi qua khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Sự có mặt của kênh đào Phù Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng và có tính chiến lược đối với quốc gia này, khi nó mang lại cho Campuchia quyền tự do thương mại xuyên biển từ các khu công nghiệp nội địa mà không bị cản trở, cũng như giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào tuyến sông Mekong đi qua lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời đây cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy ngành vận tải đường thủy và logistics ở Campuchia phát triển. Việc vận hành kênh đào Phù Nam sẽ phần nào giúp giảm thời gian di chuyển và khoảng cách cho tàu thuyền, từ đó giảm chi phí vận tải hiện tại. Cụ thể thì dự án sẽ tiết kiệm khoảng 170 triệu đô la chi phí vận chuyển mỗi năm đối với container có trọng tải khoảng 24 tấn và khoảng 223 triệu đô la đối với container có trọng tải 48 tấn. Theo các ước tính, nếu con kênh này được hoàn thành thì chi phí vận chuyển sẽ thấp hơn hiện tại khoảng 16%. Và quan trọng là nó sẽ hình thành các khu công nghiệp và trung tâm hậu cần, mở ra nhiều khu vực vệ tinh mới, mở rộng các ngành công nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, đồng thời có tác động tích cực đến nền kinh tế. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ tạo thêm việc làm tại cảng tự trị Sihanoukville, cảng Phnom Penh và các cảng nội địa khác, đặc biệt là có thể kích thích phát triển thêm các cảng quốc tế, chẳng hạn như cảng Kapot trị giá 1,5 tỷ đô la đang trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, kênh đào Phù Nam cũng sẽ có tác động tích cực đối với việc phát triển bất động sản, khi nó có thể làm tăng giá trị đất đai dọc theo tuyến đường thủy này. Tác động của kênh đào đối với Campuchia và các quốc gia lân cận. Đầu tiên là đối với Campuchia. Nói chung là không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà kênh đào Phù Nam mang lại cho Campuchia. Tuy nhiên mọi thứ đều có hai mặt của nó. Đi đôi với cái lợi thì những thiệt hại mang lại cho quốc gia này cũng rất đáng kể. Các tính toán đơn giản cho thấy sẽ cần ít nhất khoảng 77 triệu mét khối nước để lấp đầy kênh Phù Nam khi nó hoàn thành. Và nguồn nước này chắc chắn sẽ được lấy từ sông Mekong cùng các phụ lưu của nó. Điều này không chỉ làm giảm lưu lượng nước của sông Mekong mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến hồ Tonle Sap nổi tiếng. Nói một chút về hồ Tonle Sap, hay còn gọi là biển hồ Campuchia, thì khác với nhiều hồ tự nhiên khác, hồ nước này có sự liên thông trực tiếp và thường xuyên với sông Mekong qua con sông cùng tên là sông Tonle Sap, dài hơn 100 km. Trong đó có khoảng 53,5% lượng nước của hồ được cung cấp từ sông Mekong. Bởi vậy mà có thể nói, chế độ thủy văn của biển hồ có mối quan hệ chặt chẽ với dòng chảy của sông Mekong. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của địa hình và điều kiện dòng chảy ở thượng nguồn, nên mối quan hệ giữa sông Mekong và hệ thống sông hồ Tonle Sap rất phức tạp, với cường độ trao đổi nước cao. Điều này cũng dẫn tới một đặc điểm kỳ lạ ở biển hồ, đó là hồ sẽ thay đổi kích thước 2 lần trong một năm. Vào mùa khô, từ khoảng tháng 11 đến tháng 5 của năm sau, nước từ hồ sẽ bị rút về hạ lưu của hệ thống sông Mekong và đổ ra biển Đông. Khi mùa mưa tới, từ khoảng tháng 6 đến tháng 10, nước sông Mekong dâng cao bởi những cơn mưa xối xả khắp vùng Đông Nam Á, cùng với hiện tượng tuyết tan từ Tây Tạng. Điều đó đã khiến cho mực nước ở biển hồ thấp hơn sông Mekong, làm cho dòng chảy ngược về sông Tonle Sap rồi đổ vào biển hồ, mang theo phù sa cùng với hệ sinh thái phong phú. Nhìn chung, lượng phù sa và hiện tượng đổi dòng đặc biệt này không những không làm hại mà còn tạo ra những vùng đất ngập nước và rừng ngập mặn rộng lớn xung quanh biển hồ. Và nó là môi trường sinh sống của rất nhiều loài động vật, bao gồm 149 loài cá nước ngọt, 42 loài bò sát, 225 loài chim, 46 loài thú và hơn 200 loài thực vật. Từ lâu thì biển hồ đã được ví như trái tim của Campuchia khi nó cung cấp kế sinh nhai cho hơn 1,6 triệu người dân sống xung quanh khu vực với công việc chủ yếu là trồng lúa và đánh bắt cá. Trong đó hồ Tonle Sap chiếm đến 75% tổng sản lượng cá nước ngọt của cả nước và sản lượng đánh bắt cá của khu vực đạt 180.000 tấn đến 250.000 tấn mỗi năm. Quay trở lại với vấn đề về kênh Phù Nam, như 5 phút thôi đã trình bày ở trên, thì việc lấp đầy kênh đào Phù Nam bằng một lượng nước lớn từ sông Mekong cùng các phụ lưu của nó có thể sẽ khiến cho nước nơi trái tim của Campuchia bị suy giảm. Và điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của hồ nước, nơi sinh sống của rất nhiều loại động vật, mà nó còn khiến cho người dân mất đi kế sinh nhai vốn đã có từ bao đời nay, cũng như tác động đáng kể đến nguồn cung cấp thực phẩm của đất nước Chùa Tháp. Một thống kê gần đây cho thấy có khoảng 60-70% lượng protein tiêu thụ của Campuchia đến từ việc đánh bắt cá nội địa. Và hiện tại, Campuchia chưa có kế hoạch để thay thế lượng protein đó. Đây là lý do tại sao mà Campuchia đã tạm dừng xây dựng hai đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong là Sambor và Sung Chuen, vì họ biết rằng nhu cầu hiện hữu của quốc gia chính là phải bảo tồn nghề đánh bắt cá trên dòng Mekong. Từ đây có thể thấy, nếu dự án kênh đào Phù Nam được xúc tiến, thì nó sẽ đi ngược lại với nhiều nỗ lực mà Campuchia đang hướng tới để bảo vệ nghề đánh bắt cá, cũng như bảo vệ tương lai của những người dân nước mình. Bên cạnh đó,
con kênh được cho là sẽ chia đôi và cắt đứt mọi vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo, nơi sản xuất một số loại gạo ngon nhất thế giới. Nếu không có các giải pháp thiết kế kênh thích hợp, thì nước sẽ không thể chảy tự do qua vùng đồng bằng này. Khi đó, phần đồng bằng phía nam của dòng kênh sẽ bị thiếu nước và phù sa, trong khi phần phía bắc sẽ bị ngập nhiều hơn so với hiện tại. Ngoài ra, do đây là một dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc, nên kênh đào mới này cũng sẽ được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc và có thể được hiểu như là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của quốc gia này. Từ lâu thì các dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường, chẳng hạn như dự án thủy điện Hạ Sê San 2, đang nhận lại những phản ứng trái chiều vì thiếu minh bạch, thiếu sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương, yếu kém trong việc lập kế hoạch tái định cư và tác động của môi trường. Đối với kênh đào Phù Nam, có độ dài gấp đôi kênh đào Panama và cũng gần gấp đôi so với dự án kênh đào Kra đã được đề xuất của Thái Lan. Dự án ước tính có chi phí lên tới gần 30 tỷ đô la, thì chắc chắn sẽ tốn kém nhiều chi phí và nhân công hơn con số 1,7 tỷ đô la mà chính quyền Campuchia đưa ra. Tất nhiên là nó sẽ không liên quan tới con số 30 tỷ đô la bởi vì Phù Nam chỉ là một con kênh nội địa, nhưng điều này cũng sẽ gây thêm những gánh nặng kinh tế cho đất nước. Đó là còn chưa kể đến những hệ lụy mà công trình này sẽ gây ra cho người dân và môi trường sinh sống ven tuyến đường thủy này. Đối với Việt Nam, lưu vực sông Mekong chỉ chiếm 12% diện tích lãnh thổ với khoảng 25% dân số của Việt Nam, nhưng lại cung cấp đến 57% tổng lượng nước trung bình của cả nước. Và vùng hạ nguồn sông Mekong được người Việt gọi với cái tên rất thân thương là đồng bằng sông Cửu Long, hoặc gọi với những cái tên mộc mạc hơn là đồng bằng miền Tây Nam Bộ hay miền Tây. Nguồn tài nguyên phong phú do dòng Mekong mang lại có tầm quan trọng sống còn đối với vùng sông nước Cửu Long. Từ lâu thì đồng bằng sông Cửu Long đã được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất cả nước. Dựa trên thế mạnh là phần lớn diện tích đồng bằng được bồi đắp bởi phù sa hàng năm rất màu mỡ, nhất là dải phù sa dọc sông Tiền và sông Hậu, cùng với mạng lưới sông ngòi và kênh rạch chẳng chịt tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất lúa gạo, trồng cây ăn quả và đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Nên có thể nói, trên toàn cõi Việt Nam, không có vùng châu thổ nào rộng lớn và trù phú như ở nơi đây, và hiện nay khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 22 triệu người. Trong nhiều năm trở lại đây, mực nước của nhiều con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm đáng kể do bị hạn chế nguồn nước từ các đập thủy điện ở vùng thượng nguồn, và tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến cho khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Nếu như đợt hạn mặn năm 2015 và 2016 được xem là đợt mặn kỷ lục, 100 năm mới lặp lại một lần, thì đợt hạn mặn năm 2019-2020 đã phá vỡ mọi kỷ lục được xác lập khi mà các khu vực lấy được nước ngọt phải cách bờ biển từ 40 km trở vào. Hơn nữa là chấm tích phù sa cũng bị các con đập giữ lại, và các hoạt động khai thác cát trái phép đã khiến cho lòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long bị hạ thấp. Trước thông tin về việc xây dựng kênh đào Phù Nam của Campuchia, thì vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã có thư mời các nhà khoa học và chuyên gia tham gia đánh giá tác động của kênh đào Phù Nam đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, việc Campuchia xây dựng tuyến giao thông đường thủy nối ra biển sẽ làm giảm lưu lượng nước trên dòng sông Hậu, và điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn. Cùng với các đập thủy điện, thì con kênh này sẽ là nguyên nhân trực tiếp biến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trở thành một vùng khô hạn, không chỉ thiếu nước mà còn thiếu phù sa. Lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chỉ còn khoảng 26 triệu tấn mỗi năm và dự đoán sẽ còn giảm 7 triệu tấn mỗi năm trong tương lai. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc canh tác lúa ở các địa phương nằm sâu trong đất liền, còn các tỉnh ven biển thì đối mặt với xâm nhập mặn gay gắt hơn. Tác động này sẽ kéo theo sự suy giảm năng suất nông nghiệp cũng như gia tăng hiện tượng sói lở bờ sông. Nhìn chung, điều này sẽ là một thách thức đối với an ninh lương thực của Việt Nam cũng như của cả thế giới khi mà khu vực này có vai trò quyết định giá lúa gạo trên thị trường toàn cầu. Từ các tác động được xác định trên đây, việc Campuchia đưa vào thi công và vận hành kênh đào Phù Nam có khả năng gây ra những tác động xuyên biên giới và căng thẳng quốc tế trong vùng hạ lưu Mekong. Trong vấn đề xã hội thì Việt Nam sẽ có khoảng hàng chục triệu nông dân và ngư dân bị ảnh hưởng gián tiếp do có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đó là còn chưa kể đến việc các cảng và tàu thuyền của Việt Nam mất đi một phần đơn hàng trung chuyển và quá cảnh, bởi hiện tại, phần lớn hàng hóa đi sâu vào trong nội địa Campuchia đều được đưa đến cảng Cát Lái hoặc Cái Mép, sau đó chuyển sang xà lan rồi đi ngược về sông Mekong để sang cảng Phnom Penh. Ngược lại thì hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sẽ qua xà lan để đi theo sông Mekong đưa về hai cảng nói trên của Việt Nam, để lên các tàu lớn hơn và đến các thị trường khác. Ngoài ra, ngay cả cái tên Phù Nam cũng được Campuchia đặt khá khác biệt, bởi Vương quốc Phù Nam khi xưa nằm trong khu vực phía nam bán đảo Đông Dương,
bao gồm phía nam của Lào, toàn bộ Campuchia, một phần của Thái Lan, Malaysia và toàn bộ khu vực Nam Bộ Việt Nam. Hơn nữa, phần lớn thời gian tồn tại của vương quốc này, cụ thể là Phù Nam tồn tại từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đến nửa đầu thế kỷ thứ 7, thì từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 7, kinh đô Kotinaga của Phù Nam lại được đặt ở khu vực ngày nay là khu vực thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang của Việt Nam. Vậy theo các bạn, Campuchia lấy tên kênh là Phù Nam liệu có hợp lý? Đối với Trung Quốc, nhìn chung thì dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia có thể gây ra những tác động xã hội và kinh tế ở cả Campuchia và Việt Nam. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc thì có thể khác. Trong bối cảnh nền kinh tế của Campuchia phụ thuộc vào Trung Quốc như hiện nay, nếu viễn cảnh vỡ nợ xảy ra, thì việc là chủ nợ lớn nhất sẽ là cơ sở cho Trung Quốc gây áp lực đối với Campuchia bằng cách để nước này gắn lại các cơ sở hạ tầng chiến lược như điều tương tự đã xảy ra ở Sri Lanka, và kênh đào Phù Nam có thể là một trong những lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là nếu nó được triển khai theo đúng kế hoạch, thì con kênh này sẽ thông ra vịnh Thái Lan, nằm rất gần thành phố Hà Tiên, cũng như là thành phố Phú Quốc. Đây đều là những thành phố có chiến lược tầm quan trọng về mặt chính trị và kinh tế của nước ta. Thứ hai là trong bối cảnh tình trạng tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang diễn biến căng thẳng, thì sự xuất hiện của Trung Quốc tại kênh đào chiến lược này có thể đe dọa nghiêm trọng đến vùng biển phía Tây Nam của nước ta. Từ đây cũng sẽ nảy sinh ra nhiều diễn biến khó lường hơn trước. Thậm chí, họ còn có thể dùng nó để chuyển hướng dòng nước từ sông Mekong. Nhìn chung, hiện vẫn chưa thể đánh giá hết về tác động môi trường và xã hội của dự án kênh đào Phù Nam. Điều quan trọng là Campuchia phải hoạch định dự án này một cách chậm rãi và thận trọng. Từ quan điểm logistics, tức là hậu cần, thì đây là một bước đi quan trọng ở tầm chiến lược đối với đất nước Chùa Tháp. Nhưng xem xét từ hầu hết các góc độ khác, thì dự án này có thể gây ra nhiều bất lợi dài hạn hơn là lợi ích. Đối với Việt Nam thì chúng ta cũng nên có các giải pháp thay thế để giảm nhẹ rủi ro đối với dự án kênh đào Phù Nam. Ngoài thay đổi phương thức canh tác thì đồng bằng sông Cửu Long có thể đầu tư nhiều công trình thủy lợi hơn nữa, và những điều này có thể được thực hiện song song hoặc thông qua Ủy ban sông Mekong. Và đó là những thông tin về dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia. Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi cùng mọi người được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.